Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị phát động và hưởng ứng giải búa liềm vàng năm 2023, giới thiệu các mô hình hay trong thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và tạo nguồn phát triển đảng viên trên địa bàn thành phố. Dựa trên kế hoạch tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng lần thứ 7 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai và thể lệ giải búa liềm vàng năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, giải búa liềm vàng thành phố năm 2023 là giải thưởng do Ban chỉ đạo giải thành phố tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng đảng tại thành phố Đà Nẵng trên các mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng được đăng phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa Thông tin trước đây và Bộ Thông tin Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải chỉ xét chọn, trao cho các tác phẩm tham gia dự thi gửi về Ban Tổ chức giải búa liềm vàng thành phố, đồng thời tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng gửi tham dự giải búa liềm vàng toàn quốc năm 2023. Thời gian nhận hồ sơ xét chọn giải búa liềm vàng thành phố chậm nhất đến cuối ngày 22 tháng 10 năm 2023. Hội nghị lần này cũng giới thiệu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương đơn vị trong việc triển khai thực hiện kết luận số 21, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và tạo nguồn phát triển đảng viên.